có 116 triệu thôi các bác ạ, mà như xe 300 triệu đến 400 triệu. Đó, lại còn số tự động các nhá. Đây các bác nhìn này, có cả cửa lóc này, đầy đủ luôn. Con xe này đẹp căng luôn đây các bác ạ, đẹp căng luôn. Bên em nói chung là toàn chọn những cái mẫu xe phải nói là thực sự đẹp các nhá, chất lượng thì bên em mới mua vào. Test xe rất là kỹ nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe nhá. Cửa lóc đầy đủ các này, nó số tự động nhá, số tự động luôn. Sau đây em quay chi tiết tổng thành bên trong cái phần nội thất cho các bác xem trước nhá, rồi sau đó em sẽ quay tổng thành bên ngoài cho các bác xem sau. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Ford Mondeo nhá, nó số tự động, nó trang bị túi khí vòng quanh xe luôn. Con xe này thì rất là hiện đại rồi. Gương kính chỉnh điện, ghế chỉnh điện đa hướng này, đó, ghế chỉnh điện đa hướng. Nhớ ghế 3 vị trí đầy đủ nhá. Toàn bộ táp lô này, táp lô còn zin đẹp như này đây các bác này. Và đây những các bác xem này ạ, những cái phần nút bấm nhá. Nhiều con xe những phần nút bấm này đa số bị mờ rồi nhá. Đây con xe này nó vẫn còn rất là rõ nét luôn này các bác này. Đó, đây là cái đồng hồ nhá. Đó. Đây những phần vân gỗ này, số động này. Nói chung là xe đẹp căng luôn này các bác nhìn này. Đó, đẹp căng luôn đấy ạ. Đây em quay rất là chi tiết những cái phần ngóc ngách nhỏ nhất để các bác cảm nhận xe nó còn đẹp như thế nào nhá. Quá chất lượng luôn. Màn hình âm thanh hay nhá. Đó, nội thất đẹp. Một mẫu xe số tự động với cái mức giá rẻ như một chiếc xe máy nhá. Các bác đã có thể sở hữu ngay ô tô để đi rồi. Đây đẹp đều này các bác, đẹp đều luôn, toàn bộ táp ly đẹp đều luôn này. Đẹp từ những cái vu lăng đẹp đi này. Được chưa? Trang bị cửa sổ lock đầy đủ luôn. Đây ghế điện bên này đây ạ. Hoạt động bình thường nhá. Và đây các bác xem kiếm con xe nào khá hiếm, những con xe nào những cái phần đinh chốt bản lề nó còn vàng ươm như này. Có toàn bộ đây những cái phần nút bấm này. Không có bị mờ gì nhá. Đây các bác xem này. Đây phần chỉnh gương điện nhá. Đèn là đèn auto, buổi tối tự bật luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím này đầy đủ luôn này. Điều hòa tự động luôn, chốt cửa tự động. Khá hiện đại luôn ạ. Đó, sau đây em quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho bác xem nhé. Đó, vừa em đóng hết cánh cửa vào nhé, để em mời các bác em xem cái form dáng xe đây. Đó, con xe này máy đang để lỗ nhá. Đó, đang để lỗ đây, máy cực kỳ êm luôn. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho bác nhé, là xe không đâm đụng, không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, xe còn chất lượng luôn. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Ford Mondeo nhé, sản xuất năm 2003, số tự động. Bên em chào bán mức giá là chỉ có 116 triệu bao rút hồ sơ. Giá cả là vẫn thương lượng được chút ít các nhá. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em vào số điện thoại 0926 836 686. 0926 836 686 hoặc 0783 135 686. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang các nhá. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ. Âm thanh đầy đủ này các bác này. Đấy, em mời bác em vào đây. Đầy đủ luôn, cửa lóc đầy đủ nhá. Cửa lóc đầy đủ luôn các bạn. Ở đây ạ. Đầy đủ luôn. Đây đủ rồi nhé. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhé. Đây có xem này, lốp mới cả dàn này. Đó. Đó.
máy con này lổ êm luôn ạ. Lổ êm du luôn ạ. Máy bao chất luôn cho bác này, bao chất lượng luôn. Toàn bộ tem mác đầu nguyên bản này, răng đầu nguyên bản này. Các bác, tem mác răng đầu nguyên bản nhá. Ở chợ, các bác xem tất cả những tai đẹp này không ạ? Đẹp. Nó quay rất là chi tiết đúng không ạ? Xe quá chất lượng luôn. Nói chung là máy lổ êm. Các bác nhá, máy lổ êm. Sợ không? Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.